Anh Cò xin chào bà con nha. Cò đang đứng ở đây là quốc lộ 1A. Đoạn này là ấp 3 của xã Tân Quý Tây. Đối diện là khu phố 3 của thị trấn Tân Túc. Ở đây là thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây đi chừng 300m là tới cầu vượt Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Nguyễn Văn Linh. Quẹo phải đi vô Nguyễn Văn Linh, còn đi thẳng là lên cầu Bình Điền. Quẹo trái là đi vô cao tốc Sài Gòn Trung Lương đó. Ở đây đi cái chừng 200m là tới ngã tư Quán Chuối nè, quốc lộ 1A với Bùi Thanh Khiết, Đoàn Nguyễn Tuấn á. Đất của mình vô trong hẻm này cái 100m tới rồi. Chủ đang kẹt tiền, đang ngợp. Hiện tại đang hạ còn có tỷ 8 à, thương đường nhẹ. Đây hẻm này có chừng 1m nha. Đi chừng hết cái căn nhà đầu này tới rồi. Hẻm này hẻm thông, thông đi nhiều hướng lắm. Cái đoạn sau thì nó bự, đoạn này nó nhỏ. Đi chừng 2 xe máy tránh nhau thôi. Lô này là lô gốc, hai mặt tiền. Trên sổ của nó là 190m2. 190m2. Hai mặt tiền. Rồi cái phần dính lộ giới của hai mặt tiền đó thì nó là đất vườn. Nên người ta không cho lên thổ, còn cái phần nằm ở trong đó là lên được xây dựng là 103m2. 103m2 đất thổ cư. Đây cái phần này rất là lớn luôn bà con. Trong đây đất trong đây đường đi lớn lắm, còn chỉ có mé ngoài kia thì nó nhỏ thôi. Trong đây đường đi xe ba gác luôn. Đây nè, Thành Cò đứng lại cái lô gốc này cho bà con mình coi nè. Đây nè, hẻm thông nè. Lô mình ngay lô gốc này nè, qua đây nè. Đây nè. Đó, lô gốc nè, đây đi ra đường cửa lớn nè. Đường này trước mặt mình tới 2m lận đó. Đi vòng qua lô gốc bên kia. Đây trước đường này cũng 2m, chỉ có đoạn đó là hơi nhỏ thôi, chỉ có chừng 50m đó là nhỏ thôi. Hai mặt tiền luôn. Đây trong đây nhà bà con mình cũng đông lắm. Đông đúc. Đây. Ấp 3 của xã Tân Quý Tây. Ở đây cách cầu Bình Điền có chừng 500m à. Đây là đất mình có xây ranh hết trơn rồi nè. Đây ra 190m2 luôn nha bà con. Mà có 1.8 tỷ mà tính ra mà đất Bình Chánh mà đất ở ODT đó, ODT luôn mà có 10 triệu m2 à, chưa tới 10 triệu. Có cống nè, cống thoát nước nè. Có điện nước đầy đủ nè. Cái phần đuôi đó, từ đó vô. Đó, từ đây mà vô đó độ chắc cũng gần 7-8m á. Phần lộ giới nha. Phần lộ giới mình xây mình phải trừ cái lộ giới ra, mình làm sân của mình thôi. Mình chỉ xây được cái vòng trong chắc chừng tầm thay Thanh Cò đó từ năm 20 thôi nha. Tầm năm 20 thôi. Đó, đường này đường thông luôn nè, thấy không? Đường thông luôn. À, đất mình là hướng Tây Nam nha bà con. Mình xây về cái cổng rào này thì hướng Tây Nam. Thì cái phần này là mình có lộ giới, mình phải trừ lộ giới ra nè. Mình đã trừ lộ giới trong 70m2 rồi đó. Phần này á, mình cũng phải trừ lộ giới có tầm khoảng 1m nè. Đó, khoảng tầm 1m mấy trong đây mình thuộc về lộ giới rồi. Bà con mình còn xây dựng lại là được 103m2 nha. Xây dựng của mình chắc tầm khoảng năm 20 thôi nha. Còn 70m2 là nằm trong lộ giới. Đây đi thông đi tứ hướng luôn. Đây thông vô xóm. Ở đây là mặt tiền này là quốc lộ 1A. Đây, mình là cái đuôi. Mặt tiền quốc lộ 1A ở nhà người ta như đây nè. Mình là cái đuôi nha. Nằm trong cách mặt tiền đường tầm 100m. Ở đây xây dựng là thoải mái luôn, xây dựng tự do đó. Ở đây là không có quy hoạch gì luôn nha. Quy hoạch cho khu dân cư hiện hữu. Chỉ có 1.8 tỷ thôi. Chưa tới 10 triệu m2 nha bà con. 190m2. 190m2. Giá đang kêu 1.8 tỷ, thương lượng nhẹ nha. Ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cách vòng xoay Nguyễn Văn Linh tầm 300m thôi. Đất mình lô gốc hai mặt tiền. Rồi bà con nào có nhu cầu alo cho Thanh Cò nha. Số điện thoại là 078 666 8368. Rồi Thanh Cò xin chào.